Chiều ngày 4 tháng 12, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, huyện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Khe Tre. Theo phương án có 4 mức hỗ trợ như sau. Những hộ kinh doanh bị thiệt hại trên 500 triệu đồng được hỗ trợ 20 triệu đồng, thiệt hại từ 400 đến 500 triệu đồng được hỗ trợ 15 triệu đồng, thiệt hại từ 300 đến 400 triệu đồng được hỗ trợ 10 triệu đồng, thiệt hại dưới 100 triệu đồng dự kiến sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Cũng theo ông Trần Quốc Phụng, sáng ngày 3 tháng 12, vụ cháy chợ Khe Tre đã làm thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về tài sản khoảng 10 tỷ đồng, tài sản các lô hàng của tiểu thương khoảng 40 tỷ đồng. Về phương án xây dựng chợ tạm, để bà con tiếp tục buôn bán, sẽ xây dựng chợ tạm trên đình chính của chợ tạm. Địa phương sẽ tháo dỡ đình chính của chợ Khe Tre bị cháy và làm chợ tạm tại đó. Dự kiến, việc xây dựng chợ tạm khoảng 20 ngày. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng huyện Nam Đông cũng như các tiểu thương đang nỗ lực tổng dọn hiện trường sau vụ cháy. Chính quyền huyện Nam Đông tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định tình hình tư tưởng sau thiệt hại lớn do hỏa hoạn. Ngày 4 tháng 12, Công an huyện Nam Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện triệt phá một điểm sản xuất tàn trữ pháo trái phép. Trước đó khoảng 22 giờ 25 phút ngày 29 tháng 11, Công an huyện Nông Cống bắt quả tang Lê Văn Anh, sinh năm 1985, trú xã Tân Phúc, đang tàn trữ trái phép 29 kg pháo nổ. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1985 và Hoàng Xuân Thành, sinh năm 1991, cùng trú xã Tân Phúc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, lực lượng công an phát hiện một tầng hầm bí mật phía sau nhà Thành. Đây chính là nơi đối tượng sử dụng để sản xuất pháo. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 54,8 kg các loại chất bột tạo màu cho pháo, 10 kg các hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện, 2,2 kg thuốc nổ, 7 kg ống pháo bằng giấy, 2 thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy chậm. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã lên mạng xã hội học công thức cách sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Thành mua các nguyên liệu để sản xuất pháo, dán tem nhãn giống các loại pháo lậu nước ngoài và bán với giá là 800.000 đồng một hộp. Ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á. Bệnh viện Xuyên Á có trụ sở tại số 42 quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Châu, chức danh tổng giám đốc. Theo quyết định xử phạt, chủ đầu tư Bệnh viện Xuyên Á đã vi phạm hành chính khi thực hiện các hoạt động xây dựng tại khối điều trị cao cấp thuộc khu y tế kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Hành vi vi phạm bao gồm không tuân thủ nội dung giấy phép xây dựng thêm nhiều công trình kiên cố không có trong giấy phép đã cấp. Với tổng diện tích xây dựng vi phạm là 216,65 m, Bệnh viện Xuyên Á bị xử phạt 110 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi trong vòng 90 ngày, từ ngày quyết định xử phạt, Bệnh viện Xuyên Á phải dừng thi công và hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh. Nếu không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh, sẽ phải tự phá dỡ công trình vi phạm trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có biên bản bàn giao hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa vừa được ban hành, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tăng giá trần vé máy bay nội địa đối với một số nhóm đường bay. Theo đó, đối với nhóm đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần được tăng từ 2,2 triệu đồng một vé một chiều lên 2,25 triệu đồng một vé một chiều. Đối với nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá trần được tăng từ 2,79 triệu đồng một vé một chiều lên 2,89 triệu đồng một vé một chiều. Đối với nhóm đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, mức giá trần được tăng từ 3,2 triệu đồng một vé một chiều lên 3,4 triệu đồng một vé một chiều. Đối với nhóm đường bay từ 1.280 km trở lên, mức giá trần tăng từ 3,75 triệu đồng một vé một chiều lên 4 triệu đồng một vé một chiều. Riêng nhóm đường bay dưới 500 km, Bộ Giao thông Vận tải vẫn giữ nguyên mức giá trần tại thông tư cũ. Trong đó, các đường bay phát triển kinh tế vẫn có giá trần 1,6 triệu đồng một vé một chiều. Các đường bay khác dưới 500 km vẫn có mức giá trần 1,7 triệu đồng một vé một chiều.
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4 tháng 12 với dòng tiền lớn đã đổ vào mua cổ phiếu, khiến thị trường bùng nổ sự đồng thuận của tất cả các nhóm ngành, trong đó chỉ tính riêng sàn HOSE đã có mức thanh khoản tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, nhóm bất động sản xây dựng tăng thấp nhất từ 1% đến cao nhất 5,8%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán mặc dù nhiều cổ phiếu không giữ được sắc tím khi chốt phiên trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư nhưng vẫn tăng mạnh, thấp nhất 3,78%, cao nhất 6,59%. Dòng tiền cũng đã vào nhóm cổ phiếu ngân hàng khiến nhóm cổ phiếu vua tăng tốt, góp phần kéo VN Index bật tăng mạnh mẽ. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index tăng 18,33 điểm, 1,66%, lên 1.120,49 điểm với đến 487 mã tăng, chỉ 59 mã giảm và 56 mã đứng giá, chốt phiên tại sàn Hà Nội. HNX Index cũng tăng 5,05 điểm, 2,23%, lên 231,31 điểm với 142 mã tăng, 36 mã giảm và 65 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 28.200 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi phiên cuối tuần trước. Trong đó, sàn HOSE cũng đã lấy lại mốc tỷ đô la Mỹ ở mức 24.300 tỷ đồng. Mặc dù vậy, khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán tháo với tổng giá trị bán ròng gần 583 tỷ đồng trên sàn HOSE. Sau khi lập đỉnh mới ở mức 74,7 triệu đồng một lượng vào buổi sáng ngày 4 tháng 12, giá vàng SJC lẫn vàng nhẫn 4 số 9 trong nước đều đã hạ nhiệt trong chiều cùng ngày, nhưng vẫn neo ở mức cao. Ghi nhận giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 12, công ty P&G báo giá ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,3 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên chiều bán nhưng giảm 400.000 đồng một lượng chiều mua so với phiên sáng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết vàng SJC ở mức 72,95 triệu đồng một lượng mua vào và 74,2 triệu đồng một lượng bán ra, cũng giữ nguyên giá chiều mua nhưng giảm 400.000 đồng chiều bán so với phiên sáng. Không chỉ giá vàng miếng SJC mà giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng đã thu hẹp đà tăng trong phiên chiều. Cụ thể, công ty P&G đang giao dịch ở mức 61,6 triệu đồng một lượng mua vào và 62,8 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua bán so với hôm trước, bằng với giá cuối tuần trước. Thị trường vàng thế giới cũng đã quay đầu giảm điểm trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau khi lập đỉnh trước đó. Cụ thể, giá vàng thế giới trên sàn Kitco chiều ngày 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam cũng đã quay đầu giảm về 2.070 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 30 đô la Mỹ một ounce so với đỉnh. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 60,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC 13,5 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 2 triệu đồng một lượng.